Chào mừng quý vị và các bạn đã quay trở lại với chương trình tin tức của chúng tôi ngày hôm nay. Kính thưa quý vị và các bạn thân mến, Tô Lâm đẻ ra lực lượng quần chúng trợ giúp công an đòi lấy tiền thuế của dân để nuôi bộ máy này. Ngân sách đâu để nuôi người bảo vệ an ninh trật tự cơ sở là tựa đề bài viết trên báo Pháp Luật Thành phố Hồ Chí Minh hôm 11 tháng 9 năm 2020 khi đặt vấn đề về lực lượng này do ông Tô Lâm, Bộ trưởng Bộ Công an Cộng sản Việt Nam đẻ ra. Báo Pháp Luật Thành phố Hồ Chí Minh dẫn lời ông Tô Lâm giải thích tại phiên họp thứ 48 Ủy ban Thường vụ Quốc hội cho ý kiến về dự án luật lực lượng tham gia bảo vệ an ninh trật tự ở cơ sở, rằng lực lượng này được hình thành từ nhóm bảo vệ dân phố, dân phòng và công an xã bán chuyên trách đã hoàn thành nhiệm vụ. Theo đó, thì lực lượng bảo vệ an ninh trật tự ở cơ sở là quần chúng tự nguyện được tuyển chọn, tham gia phối hợp hỗ trợ lực lượng công an trong công tác bảo đảm an ninh trật tự, an toàn xã hội trên địa bàn cấp xã. Đáng lưu ý là dự luật của Bộ Công an Cộng sản Việt Nam đặt chỉ tiêu 1,5 triệu người bảo đảm an ninh trật tự tại cơ sở. Hiện tại thì Việt Nam có khoảng 650.000 người ở các đội dân phòng, tổ bảo vệ dân phố cũng như công an xã bán chuyên trách. Như vậy thì sẽ cộng thêm khoảng 800.000 người để đạt được con số nêu trên. Ông Hoàng Thanh Tùng, chủ nhiệm Ủy ban Pháp luật của Quốc hội Cộng sản Việt Nam được tờ Pháp luật Thành phố Hồ Chí Minh dẫn lời, số lượng tăng thêm 800.000 người dẫn đến nhu cầu cần bổ sung rất lớn kinh phí về ngân sách. Đây là vấn đề cần hết sức cân nhắc, có tính toán kỹ về điều kiện đảm bảo có nguồn lực duy trì hoạt động của lực lượng này, nhất là trong bối cảnh đang thực hiện chủ trương về tinh giản bộ máy, tinh giản biên chế. Cùng ngày thì báo Thanh Niên trích lời bộ biện hộ cho Bộ trưởng Công an Tô Lâm khi mà hợp nhất ba lực lượng bảo vệ dân phố, dân phòng, công an xã bán chuyên trách thành lực lượng mới sẽ cắt giảm được khoảng 500.000 người hoạt động cho lực lượng bảo vệ an ninh trật tự ở cơ sở. Bên cạnh đó thì luật mới chỉ quy định mức bồi dưỡng hỗ trợ cho lực lượng mới và bỏ chi trả phụ cấp hàng tháng. Như vậy thì sẽ giảm chi ngân sách của nhà nước để chi trả hàng tháng cho các lực lượng này như hiện nay. Liên quan đến dự luật lực lượng bảo vệ an ninh trật tự cơ sở, các báo đảng không dám đặt vấn đề về việc tại sao Bộ Công an Cộng sản Việt Nam lâu nay đã ngốn một khoản ngân sách rất lớn từ tiền thuế của dân để nuôi bộ máy công an từ phường xã đến tỉnh thành, nay lại vòi thêm tiền để nuôi lực lượng quần chúng trợ giúp công an với lý do bảo đảm trật tự an ninh. Nguyên guồng máy công an của Cộng sản Việt Nam thì đã ngốn gấp nhiều lần so với số tiền mà nhà nước bỏ ra để chi cho y tế và giáo dục, mà bây giờ lại còn thêm vào cái lực lượng bảo vệ an ninh trật tự cơ sở này nữa thì không biết lấy tiền thuế đâu ra để nuôi cho cái nhóm này. Vài ngày trước vụ này thì công luận ngán ngẩm vì sự dự án sản xuất cấp và quản lý căn cước công dân với kinh phí lên đến 2.696 tỷ Việt Nam đồng tương đương với 116,2 triệu đô la Mỹ của Bộ Công an Cộng sản Việt Nam vừa được ông CLMV Nguyễn Xuân Phúc rốt rắng thông qua. Trước đó, hệ thống truyền thông nhà nước được chỉ thị đăng liên tiếp nhiều bài tuyên truyền về tính ưu việt của thẻ căn cước công dân gắn chip là nhằm nâng cao hiệu quả công tác quản lý nhà nước về căn cước công dân, tạo điều kiện thuận lợi cho công dân khi thực hiện thủ tục hành chính và các giao dịch dân sự. Tuy vậy thì chiến dịch truyền thông rầm rộ này cũng không làm công luận bớt hoài nghi về chuyện Bộ Công an Cộng sản Việt Nam cố tình vẽ dự án tốn kém 100 triệu đô la từ ngân sách để tăng cường việc kiểm soát người dân. Trong lúc thì đợt đổi chứng minh nhân dân sang thẻ căn cước công dân đã có mã vạch mới thực hiện hồi năm 2016. Điều oái oăm là đến cuối năm 2020 khi mà nhà cầm quyền Cộng sản Việt Nam bắt đầu cấp thẻ căn cước công dân gắn chip ở Việt Nam sẽ tồn tại đồng thời 4 mẫu căn cước đều có giá trị sử dụng gồm có chứng minh nhân dân 9 số và chứng minh nhân dân 12 số, căn cước công dân và mã vạch và căn cước công dân gắn chip. Thưa quý vị và các bạn, Bộ Công an mưu cầu gì khi mà gộp lực lượng bảo vệ dân phố, dân phòng, công an xã bán chuyên trách, chuyên nghiệp lại với nhau?
Và trong phiên họp thứ 48 của Ủy ban Thường vụ Quốc hội cho ý kiến về dự án luật lực lượng tham gia bảo vệ an ninh trật tự cơ sở được tổ chức sáng ngày 11 tháng 9 năm 2020, nhiều ý kiến về việc thống nhất ba lực lượng bảo vệ dân phố, dân phòng và công an bán chuyên trách thành lực lượng bảo vệ an ninh trật tự cơ sở đã được đưa ra. Dự án luật vừa nêu do Bộ Công an đề xuất với mục đích được nói nhằm góp phần tinh gọn bộ máy và kiện toàn lực lượng, cũng như khắc phục hạn chế tình trạng mâu thuẫn chồng chéo và chồng lấn giữa ba lực lượng quần chúng này với nhau. Theo tờ trình dự luật được Bộ Công an công bố trên cổng thông tin chính phủ của Bộ Công an, và hiện có 750.000 người trong ba lực lượng bảo vệ dân phố, dân phòng và công an xã bán chuyên nghiệp gộp lại được trang bị và sử dụng công cụ hỗ trợ phương tiện cần thiết để thực hiện nhiệm vụ. Trao đổi với phóng viên từ Hà Nội vào tối ngày 11 tháng 9 thì tiến sĩ Nguyễn Quang A, nhà hoạt động xã hội dân sự, nhận định về dự án luật mới của Bộ Công an đề xuất như sau. Thứ nhất, đây là một sự khát quyền lực của ngành công an, bởi vì họ tập trung cả những lực lượng thật sự không thuộc về họ và chỉ là bán chính thức như dân phòng vào thành phần chính thức của họ. Và bản thân những lực lượng đấy đã nói cần phải giải tán từ lâu, nhưng bây giờ họ lại kết hợp để đưa vào lực lượng chính thống của họ. Như thế thì quân số của họ sẽ tăng lên và khả năng của họ sẽ tăng lên, ngân sách của họ cũng sẽ tăng lên, và như thế thì quyền lực của họ cũng tăng lên. Đồng quan điểm với điều vừa nêu trên thì ông Nguyễn Khắc Mai, nguyên vụ trưởng vụ nghiên cứu dân vận Trung ương, lại đưa ra lập luận. Cách hiện nay là nó làm thống nhất các lực lượng vào một đầu mối như thế có cơ sở chính trị và xã hội chứ không phải là bình thường. Đây cũng là điều đáng lo. Vẫn theo Nguyễn Khắc Mai thì sở dĩ chuyện Bộ Công an muốn thống nhất ba lực lượng thành một như vậy vì những nguyên nhân sau đây. Phải gia tăng lực lượng quân đội, công an, dân phòng ở cấp cơ sở nhằm đối phó với những tình hình hết sức phức tạp hiện nay. Một mặt có yếu tố tàu xen vào, một mặt khác là yếu tố sự phẫn nộ của nhân dân trước những hành xử cướp bóc cậy quyền tàn ác của các thứ thì người ta bất bình, nó lo sợ nên phải đối phó, cũng phải đối phó với nhau về phe phái ở trong đảng. Với góc nhìn cá nhân thì một người dân tên là Lê Dũng từ Hà Nội đã bình luận trong bài viết được đăng tải trên website của Đài Á Châu Tự Do về dự án lực lượng tham gia bảo vệ an ninh trật tự cơ sở, cho rằng càng nhiều lực lượng chức năng càng có nghĩa quốc gia đó bất ổn, và giang hồ thì trả tiền cho công an để làm ngơ, người kinh doanh thì trả tiền cho công an để không bị hạch hoẹ. Nói rõ hơn về những nội dung liên quan đến lực lượng tham gia bảo vệ an ninh trật tự cơ sở trong lực lượng và trong dự án luật đang được Quốc hội bàn thảo thì luật sư Nguyễn Văn Hậu, chủ tịch Trung tâm Trọng tài Luật gia Thành phố Hồ Chí Minh cho biết, theo dự thảo luật thì Ủy ban nhân dân sẽ bố trí địa điểm nơi làm việc của lực lượng mới đáp ứng yêu cầu bảo vệ trật tự nói chung, và cũng như được sử dụng con dấu, được trang bị công cụ hỗ trợ, và những lực lượng này có trang bị những thiết bị để thực hiện các nhiệm vụ và có trang phục riêng. Người ta thường hay nói các lực lượng này là lạm quyền nên chưa chuyên nghiệp và bài bản. Nhà nước sẽ chi trả tiền lương cho lực lượng này giống như những lực lượng bên cạnh lực lượng của công an. Luật sư Hậu bày tỏ đồng ý với dự án luật lần này vì cho rằng với lực lượng mới được thống nhất và chịu sự quản lý của Bộ Công an và của Ủy ban nhân dân địa phương thì lực lượng này sẽ được huấn luyện bài bản và có thái độ phục vụ tốt hơn cho nhân dân, tránh tình trạng thiếu chuyên nghiệp. Ông tiếp lời. Và căn cứ vào Hiến pháp năm 2013 thì quyền con người, quyền công dân chỉ có thể bị hạn chế theo luật định, tức trong trường hợp cần thiết. Ví dụ như vì lý do trật tự an toàn xã hội, vì lý do an ninh quốc gia, vì sức khỏe cộng đồng thì mới hạn chế quyền công dân. Trong đó thì hoạt động của lực lượng công an này sẽ liên quan đến quyền con người, quyền công dân ở cơ sở, nên việc bố trí lực lượng này sẽ cụ thể hóa Hiến pháp năm 2013 nhằm bảo đảm cho hoạt động giữ gìn an ninh cơ sở, đảm bảo quyền con người, quyền công dân, thực hiện đúng quy định
của pháp luật. Và bên cạnh đó thì Công an Nhân dân cũng khẳng định lực lượng này là lực lượng được tổ chức tại công tác xã. Chúng ta có luật Công an Nhân dân thì bây giờ phải có luật để cho ba lực lượng này hợp nhất thành một. Tôi nghĩ sẽ tốt hơn, giúp cho việc an ninh trật tự trong xã hội sẽ tinh gọn hơn. Phát biểu tại buổi họp ngày 11 tháng 9 thì ông Bộ trưởng Công an Tô Lâm cho hay là tổng số thành viên lực lượng tham gia bảo vệ an ninh trật tự cơ sở sau khi được tổ chức lại sẽ có khoảng 1,5 triệu người. Đáng chú ý là theo con số thống kê của Bộ Công an thì tổng số lượng bảo vệ an ninh trật tự cơ sở hiện nay có khoảng 741.500 người, trong đó bao gồm 72.456 người trong lực lượng bảo vệ dân phố. Lực lượng dân phòng có 543.095 đội viên là lực lượng công an xã, thị trấn, không phải là công an chính quy đã kết thúc nhiệm vụ công an và tiếp tục tham gia bảo vệ an ninh trật tự trên địa bàn là 126.084 người. Như vậy thì sau khi thống nhất ba lực lượng này, thay vì tinh giản biên chế thì số người trong lực lượng mới sẽ tăng hơn gấp đôi, và đây cũng là điều nhiều người thắc mắc. Giải thích về vấn đề này, ông Bộ trưởng Công an Tô Lâm cho hay là theo quy định của pháp luật về phòng cháy, chữa cháy, mỗi thôn phải lập một đội dân phòng trung bình khoảng 10 người, trong khi thì cả nước có khoảng 180.799 đơn vị cấp thôn. Như vậy thì nếu thành lập hết theo quy định tổ số thành viên của lực lượng dân phòng trên toàn quốc là 1,8 triệu người. Do đó, lẽ ra theo luật định thì con số ba lực lượng bảo vệ dân phố, dân phòng và công an bán chuyên phải đạt ở mức 2 triệu người. Tuy nhiên thì do lực lượng dân phòng hiện nay chỉ đạt khoảng 23% nên mới có vẻ như quân số tăng. Và đồng thời thì ông Bộ trưởng Công an Tô Lâm cũng cho rằng lẽ ra là 2 triệu quân, nhưng khi thống nhất ba lực lượng chỉ còn lại 1,5 triệu người, sẽ tiết kiệm cho ngân sách khoảng 150 tỷ Việt Nam đồng mỗi tháng. Theo tiến sĩ Nguyễn Quang A, không đồng ý với cách giải thích của người đứng đầu của Bộ Công an, ông cho rằng cách tính tăng gấp đôi là đúng và trong thực tế sẽ không có chuyện Bộ Công an giảm biên chế. Hai lực lượng kia đáng lẽ phải giải tán từ lâu rồi, phải giải tán đi thì sẽ không cần đến ngân sách. Tinh giản biên chế, giảm ngân sách, sự kiểm soát dân cư của Việt Nam đã đến mức nghẹt thở, mà còn hiện đại hóa nâng cấp lên mức như thế thì một chế độ mà người ta gọi là công an trị càng ngày càng sâu rộng. Đấy là một dấu hiệu hết sức nguy hiểm cho tương lai của Việt Nam. Thưa quý vị và các bạn, ông Bộ trưởng Công an Tô Lâm, người phải chịu trách nhiệm về kế hoạch tấn công Đồng Tâm, giết chết mổ bụng đảng viên lão thành cách mạng Lê Đình Kình vào rạng sáng 9 tháng 1 năm 2020. Nguồn tin từ Cục 5, Cục Tình báo Bộ Công an cho biết là ba cảnh sát đã chết hôm 9 tháng 1 năm 2020 trong cuộc đột kích vào Đồng Tâm là tự bắn nhầm vào nhau trong đêm tối. Cuộc đột kích nhà cụ Lê Đình Kình đã được thực hiện rất vội vàng và vụng về do cấp chỉ huy thiếu kinh nghiệm. Cùng lúc, nhiều mũi tấn công lao vào nhà cụ Kình nhiều hướng ngược nhau và các quả nổ, tiếng súng vang lên. Không gian chật hẹp, hiện trường thì mù khói, tiếng hô hoán và tiếng kẽn hỗn loạn. Chính điều này đã làm cho nhiều cảnh sát cơ động bối rối, dẫn đến nhận nhầm đồng đội đang tiến vào từ phía đối diện là kẻ tấn công. Họ đã nổ súng nhầm vào các bóng người đó và dẫn đến cái chết của ba cảnh sát cơ động. Tin cũng cung cấp thêm là sau khi ba công an này chết thì kịch bản hiện trường giả đã được đưa ra, và cùng với đó là miêu tả dân Đồng Tâm đổ xăng chậu và hắt súng hố để thiêu cháy ba công an trước đó. Nguồn tin khác từ Trung đoàn Cảnh sát cơ động Hà Nội cho biết thêm từ khi quân Hưng Yên được điều về chiếm lĩnh các vị trí trọng yếu của Bộ Công an thì cảnh sát cơ động phải nhận các yêu cầu đàn áp người dân mạnh hơn và dã man hơn trước. Các chiến sĩ cũng bất bình. Được biết thì Bộ trưởng Công an Tô Lâm cũng là người Hưng Yên, gần đây đã liên tục gạt người của phe khác ra để bổ nhiệm nhiều vị trí cấp cao trong Bộ Công an là người đồng hương của mình, dẫn đến các dị nghị từ các cán bộ lão thành và các sĩ quan công an khác đang công tác trong ngành công an của Cộng sản Việt Nam.
Xin chân thành cảm ơn thời gian theo dõi của quý vị và các bạn đã dành cho chương trình của chúng tôi đến phút cuối. Hãy để lại những lời bình luận góp ý ở bên dưới video để giúp cho chúng tôi thực hiện các chương trình kế tiếp một cách tốt hơn. Hãy bấm nút chia sẻ để cho thông tin được lan tỏa đến với nhiều người hơn. Hãy bấm nút đăng ký để trở thành thành viên tích cực của kênh. Và đừng quên bấm vào hình quả chuông bên cạnh nút đăng ký để nhận được những thông báo nhanh nhất, sớm nhất về cái chương trình của chúng tôi sắp phát hành. Xin chân thành cảm ơn và hẹn gặp lại quý vị và các bạn trong các chương trình kế tiếp của chúng tôi.